Để nha, anh em cứ thắc mắc nha. Thắc mắc về con trâu hai răng nha. Nhật không? Thôi nhật gì nè. Con trâu hai răng nha. Anh em ở xe tròi cứ hỏi là con trâu hai răng đã bán chưa? Thì em nói là chưa bán nha. Để trâu chủ trâu đây. Chủ trâu đang cười đây. Anh em ai có liên hệ thì cứ inbox qua tin nhắn nhé em. Trâu thì nói thật là trâu của nhà em, nhưng mà nhà em bán rồi. Nhưng mà từ khi bán ở dưới thì cũng đó cũng vãnh hận mà. Tỏ đây anh em ạ. Con trâu hai răng mà thẳng con trâu sáu răng với con trâu tư răng đấy. Như cái mặt ly hình. Nhìn mặt ác ấy. Đây anh em này. Anh em xem này. Trâu không có điểm để chế nhá. Không có điểm để chế. Hạn cáo của đấy có là 1m48-50 đó thôi. Cũng có khí đệ nữa. Đấy. Đấy. Anh em ơi. Vì là em quay dưới nặng này em thông cảm nhé. Ly, ơi. Phải nói là xíu ly. Một cái cổ nó đấy thôi mà. Cái mặt như cái mặt với cái cổ lên. Tách chắc luôn. Mặt đẹp. Như một con voi. Em đi view con trâu hai răng mà thẳng cả con trâu sáu răng với con trâu tư răng cho anh em xem đấy. Nói chung là ở vùng khác thì em biết, nhưng mà ở quê em thì hẳn là đại cá đấy. Không có đối thủ đấy. Tuổi như hẳn có lẽ không có đối thủ. Khẳng định là không có đối thủ. Tuổi như hẳn về tứ răng là không thể thắng được. Đấu quanh là một mặt trong thay sậu. Ừ. Trú hài cũng thay sậu, trú bừa đấy thay tứ. Trú bừa đấy thay tứ mới có đối thủ về hẳn. Ừ. Thay tứ đổ lại là không thể có đối thủ được. Mà thay sậu thì phải là có bài. Phải là mọc mặt hoặc là rí khác thì mới thẳng được hận. Chứ mà cũng chưa thẳng hay mất cả. Nên là chưa ai biết cả. Anh em nhá. Cho anh em có xoay này. Trời nặng anh em thông cảm nhé. Xoay. Xoay mặt này. Được không? Không được cắn đi. Nặng cho. Bụi đi cao mà tổ ơi. Ôi. Con này là bừa là hai răng nhưng tính là nhiều thủy trấn con sáu răng. Con này bừa vì là hận dạy mình. Hận dạy mình một tròn mình. Cổ đó. Con này mà anh nuôi đến đoàn thì có lẽ không biết răng rồi. Con này thì đụng lên. Chứ mà anh chăn sứa thôi. Chăn sứa nhưng mà chăn là hợp keo. Bữa bạn đúng tỏ con Hà Nội đã có đấy nè. Hỏi con tỏ nào mà con này có thứ nắm lên tay cả. Thì đổi gì? Con thứ nắm đấy. Ghế gậu nữa. Trú đường ghế gậu nữa. Bữa tôi lên hỏi nha. Chụp gọi ông trú tới nhanh ông ứng. Thế này phải bắt lên cho chán đạp trong mặt đi. Trú đi phải ghế gậu nữa. Tôi không quỳ ngày hôm nay mà đã đừng lọc cay vừa kẹo ứng. Tôi bắt lên. Con này thì mà nắn thì khỏi chế.